Mật ong hoa nhãn là một sản phẩm đặc sản của Hưng Yên. Với trên 10.000 đàn ong mật kết hợp với tỷ lệ nhãn nở hoa cao, niên vụ mật ong năm nay ở Hưng Yên được đánh giá đạt sản lượng chất lượng cao. Tận dụng tiềm năng sẵn có từ vườn nhãn rộng 2 mẫu của gia đình, ông Đỗ Văn Tuấn, thôn Lê Như Hổ, xã Hồng Nam đã nuôi 250 đàn ong lấy mật. Do nhãn được chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp, lại tuân thủ quy trình chăm sóc từ kỹ thuật nuôi dưỡng quản lý đàn ong theo mùa đến biện pháp phòng trị các bệnh lý của ong theo hướng dẫn của hội làm vườn và nuôi ong tỉnh, nên sản phẩm mật ong quay ra đến đâu được bán hết đến đó. Dự kiến năm nay gia đình được thu 2 tấn mật ong. Hiện giờ tôi cũng đang liên kết với các anh em từ Lâm Hà, Hải Dương là mang ong về đây để chúng tôi khai thác mật. Nên mật ong của chúng tôi cũng là rất là sạch, bán rất dễ. Liên kết với các hộ trồng nhãn tại tỉnh Hưng Yên nên sau khi cho đàn ong đi kiếm mật ở các nơi thì vào vụ hoa nhãn năm nào, ông Nguyễn Duy Bằng cũng cho trên 300 đàn ong về đặt ở các vùng trồng nhãn. Tuy nhiên, ông Bằng cho biết mật ong lấy từ hoa nhãn cho chất lượng tốt nhất, được thị trường ưa chuộng và cho giá trị kinh tế cao. Mật ong hoa nhãn của Hưng Yên thì nó có nét riêng của nó là nó có mùi thơm mãi mà lâu, cái hương vị của nó đậm mà đặc, được khách hàng người ta chấp nhận mà rất yêu thích. Sản phẩm làm ra đến đâu là hết đến đấy. Sản phẩm hiện đã được Cục Sở hữu Trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu mật ong hoa nhãn Hưng Yên và được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận sản phẩm OCOP. Nhờ đó, sản phẩm mật ong hoa nhãn Hưng Yên hiện đã được nhiều nơi trong và ngoài tỉnh biết đến. Tôi tiêu thụ các sản phẩm đặc sản của Hưng Yên, đặc biệt là sản phẩm mật ong hoa nhãn. Thì sản phẩm này thì trên thị trường được rất nhiều người ưa chuộng bởi vì cái đặc tính của mật ong long nhãn này rất tốt. Và nó khác những các loại mật hoa khác như hoa bạc hà hoặc hoa tràm. Năm nay tôi lại về đây thu mua và tôi cũng muốn là đẩy mạnh được cái giá trị, cái thương hiệu của sản phẩm mật ong hoa nhãn cho bà con Hưng Yên để mở rộng thị trường. Để nâng cao cái giá trị thì chúng tôi cũng tuyên truyền với các cái thành viên trong hiệp hội nuôi ong ấy, làm là đảm bảo chất lượng. Hiện toàn tỉnh có trên 4,5 nghìn hectare nhãn, tập trung nhiều ở thành phố Hưng Yên và huyện Quế Châu, Tiên Lữ, Kim Động, Phù Cừ. Tận dụng tiềm năng sẵn có, các hộ nuôi ong đã nhân rộng được trên 10.000 đàn ong lấy mật. Do năm nay thời tiết thuận lợi, nguồn hoa phong phú nên sản lượng mật ong ước thu 150 tấn.